Các lực lượng cần nỗ lực cao nhất để trong chiều ngày 23 tháng 10 thông tuyến đường 71 lên thủy điện Rào Trăng Ba. Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thiên Đình tại cuộc họp với các ban ngành liên quan về công tác cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng Ba. Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải, tại điểm sạt lở, tắc đường km 12 cộng 100 đường 7 đã huy động lực lượng, thiết bị, chủ động khai thác đá học tại chỗ hơn 50 mét khối. Đến ngày 22 tháng 10 đã lấp 50% khối lượng công việc, cùng thả ống bi thoát nước. Riêng từ Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3 còn 2 điểm. Một phiến đá lớn đang lên kế hoạch nổ mìn, một điểm cắt đường rất sâu. Đang nghiên cứu làm một đường mới tạm khoảng 4 mét vào ta luy dương phía trong núi để đi tạm thông tuyến, sau đó có thời gian hoàn thiện dần. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phan Thiên Đình đề nghị các lực lượng cần nỗ lực cao nhất để chiều ngày 23 tháng 10 thông tuyến đường 71 lên Rào Trăng 3. Tập trung đưa các phương tiện cơ giới vào các điểm sạt lở để đẩy nhanh công tác cứu nạn cứu hộ với phương châm thông được đoạn nào thì đưa phương tiện vào đoạn đó. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để thực hiện tìm kiếm, đảm bảo an toàn cho đoàn công tác cứu nạn cứu hộ đang thực hiện nhiệm vụ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng hỗ trợ điều động chó nghiệp vụ và đội công tác tìm kiếm vào hiện trường thủy điện Rào Trăng Ba để hỗ trợ lực lượng tham gia tìm kiếm, sớm đưa được các nạn nhân mất tích về với gia đình.